Cũng trong tối qua tại huyện Xuân Lộc, hàng ngàn người dân đã tập trung tại sân vận động Núi Le để thưởng thức đêm văn nghệ với chủ đề Xuân Lộc, Lộc của mùa xuân và màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Đêm ca nhạc với nhiều tiết mục biểu diễn lân sư rồng vô cùng độc đáo, hấp dẫn, cùng các tiết mục ca múa nhạc với chủ đề ca ngợi đảng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi huyện Xuân Lộc, nông thôn mới anh hùng do các ca sĩ nhóm nhạc đến từ huyện Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh dàn dựng và biểu diễn. Ngay sau chương trình văn nghệ, vào đúng thời khắc giao thừa, người dân Xuân Lộc đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa trong thời gian dài 15 phút. Đây là một trong ba địa điểm được cho phép bắn pháo hoa trong dịp giao thừa chào đón năm mới, gồm thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và huyện Xuân Lộc.